Quý vị chắc cũng đồng ý với chúng tôi rằng trong tiếng Việt có những từ ngữ chỉ những hoạt động mà giờ đây chúng ta không làm nữa. Và trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, nhiều người vẫn dùng mà có khi không hiểu. Đặt gạch, một khái niệm từ thời bao cấp là một ví dụ đúng không ạ? Và trong tuần vừa qua, chúng ta có dịp hiểu đặt gạch giữ chỗ là như thế nào. Từ buổi chiều trước ngày bán vé trận chung kết giải bóng chuyền VTV Cup, những cổ động viên Hà Tĩnh đã đặt những viên gạch và những chiếc ghế có đề tên mình tạo thành hai hàng hướng về quầy vé của giải bóng chuyền. Khi thấy cả gạch được đặt ở đây thì ta có thể hiểu là không xếp hàng từ sớm, chắc chắn là không thể mua được những tấm vé này rồi. Và đây là những gì diễn ra sau đó chỉ vài giờ đồng hồ. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối ngày 10 tháng 8, có nghĩa là phải 12 tiếng nữa thì ban tổ chức giải VTV Cup ống nhựa Hoa Sen 2018 mới mở cửa bán vé cho trận chung kết. Và như quý vị có thể thấy, sau lưng tôi đây là hàng dài người hâm mộ đang chờ đến giờ để mua vé. Mỗi người đều mong muốn sở hữu một tấm vé cho trận đấu cuối cùng tại giải năm nay, nhất là khi trận chung kết có sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sức chứa của nhà thi đấu Hà Tĩnh chỉ hơn 2.000 chỗ ngồi. Và để chắc suất có được một tấm vé cho trận chung kết trước nhu cầu rất lớn của người hâm mộ thì không cách nào khác an toàn hơn là xếp hàng từ tận 8 giờ tối ngày hôm trước. Để thời gian trôi đi thật nhanh, mỗi người lại lựa chọn cho mình những cách rất riêng. Có người đắm chìm vào một giấc ngủ ngon giấc. Những người khác thì lại lựa chọn những hình thức giải trí khác nhau để mong trời sáng thật sớm. Để mong muốn có tấm vé thì em đã có sự chuẩn bị là em đã đem theo lương khô. Em đã chờ từ xếp hàng từ 8 giờ tối nên để hy vọng có một tấm vé để ngày mai xem trận chung kết. Xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ mua vé xem thể thao thì có lẽ là 20 năm qua chỉ mới xuất hiện một vài lần mà thôi. Đó đều là những lần mà đội tuyển chơi trước đó rất hay. Nếu quý vị nào còn nhớ thì đúng khoảng thời gian này năm 1998, người dân thủ đô đã xếp hàng từ đêm ở bên ngoài cửa 10 khu khán đài B sân Hàng Đẫy để mua vé xem trận chung kết Tiger Cup. Hay như ví dụ khác, năm 2014, người hâm mộ xếp hàng từ buổi đêm bên ngoài trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam chờ mua một tấm vé xem trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Có người không ngại phải nằm ngủ ở vườn hoa. Mùa đông năm đó thì các cổ động viên cũng mặc áo phao đứng ngủ gật vì xếp hàng từ đêm chờ mua vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Quay lại với Hà Tĩnh, giờ ở đây mà cầm một tấm vé xem chung kết bóng chuyền VTV Cup thì hẳn phải là một cái gì đó rất hãnh diện. Nhưng người ta bỏ cả chăn ấm đệm êm để ra đường ngủ và ăn lương khô thì không chỉ để mua một tấm vé mà chính xác phải là mua cảm xúc, một giá trị khác đã được đảm bảo sẽ có trong tấm vé đó. Giải bóng chuyền nữ VTV Cup vẫn xuất vé hàng ngày ở Hà Tĩnh, nhưng để người dân phải đặt gạch xem trận chung kết như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ phải xem lại những gì đã diễn ra ở bán kết. Đây là những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu với bộ trang phục áo vàng quần đen. Trong một nhà thi đấu chật kín khán giả, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy hưng phấn và giành chiến thắng thuyết phục 25-18 ở set đấu thứ nhất. Thế nhưng sau đó, đội tứ xuyên đã cân bằng được thế trận và sự nhỉnh hơn ở những cú giao bóng đã giúp câu lạc bộ tứ xuyên giành được chiến thắng sát nút 27-25 và 25-22 ở hai set đấu tiếp theo. Thua một set đấu nữa, các cô gái của chúng ta sẽ thua trận bán kết. Nhưng tinh thần thi đấu rất đáng khen, giúp các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt liên tục rượt đuổi tỷ số và cuối cùng giành chiến thắng cũng rất kịch tính 25-23. Đúng vào lúc khó khăn nhất thì đội tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng sát nút. Khi trận đấu bước vào set đấu quyết định thì cũng vào khoảng 11 giờ đêm, nhưng không một ai rời nhà thi đấu và cũng không một ai có dấu hiệu mệt mỏi sau mỗi pha ghi điểm. Không biết bầu không khí này có ảnh hưởng đến tâm lý của các cô gái đội tứ xuyên hay không, nhưng điểm mạnh giao bóng lại trở thành điểm yếu của họ. Phát bóng ra ngoài! Và một cú giao bóng hỏng như thế đã mang về chiến thắng 15-11 cho đội tuyển Việt Nam. Quyết định đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Một trận bán kết nghẹt thở và không thể tin nổi đội tuyển Việt Nam lại lội ngược dòng trước các cầu thủ tứ xuyên. Các cô gái của chúng ta ăn mừng đầy cảm xúc sau một chiến thắng như vậy, nhưng còn chưa thể so được với màn ăn mừng của các cô gái đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ cũng giành một chiến thắng đầy khó khăn trước câu lạc bộ ăn tay của Kazakhstan ở bán kết. Đẩy đập bóng sang thì lại rón rén khi thực hiện pha chuyền bóng. Một sai lầm của Robert Batista đã khiến cho các cầu thủ ăn tay đánh mất cơ hội. Và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ đã giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1, một chiến thắng nghẹt thở của đội Triều Tiên và nước mắt của thành viên bán.
đó là VTV Cup, giải bóng chuyền 15 năm qua đã đưa những cảm xúc như vậy đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chặng đường 15 năm với nhiều nhà chuyên môn thì có lẽ được đo đếm bằng những chiếc vô địch. Còn với chúng tôi, nó lại được đo đếm bằng những câu chuyện như là tình bạn của hai người luôn là đối thủ của nhau ở các kỳ VTV Cup, từ khi là vận động viên cho đến lúc trở thành huấn luyện viên. Ở tuổi 28, Teng Yen-min trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi nhất mà đội bóng chuyền Đại học Đài Bắc Trung Hoa từng có. Cách đây chưa lâu, cô còn là một chủ công với lối đánh khéo léo đã gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam tại VTV Cup. Tôi rất là ấn tượng về bạn huấn luyện viên trưởng của đội Đài Bắc Trung Hoa, tại vì bạn ấy là cùng thời thi đấu với tôi, bạn là một chủ công rất là xuất sắc. Giờ thì Teng Yen-min và Phạm Kim Huệ đều đã là những người thầy, và con mắt chuyên môn giúp Kim Huệ nhìn ra dấu ấn của Teng Yen-min ở lối chơi mà các học trò của cô đang sử dụng. Lối đánh của Đài Bắc Trung Hoa này là gần tương tự như là cái lối đánh của bạn ấy ngày xưa. Bạn hướng dẫn cho các vận động viên của bạn ấy một lối đánh rất là tốc độ cũng như là biến hóa. Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam sau rất nhiều năm. Thế nhưng vẫn được thấy hình ảnh chị Kim Huệ cũng ở trên băng ghế ban huấn luyện giống như tôi vậy. Hy vọng sẽ sớm được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức những trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng để chúng tôi có thể học hỏi lẫn nhau. Gặp nhau khi là vận động viên, rồi lại gặp nhau khi là huấn luyện viên. Tình bạn và sự tôn trọng của họ dành cho nhau luôn được đánh dấu bởi những kỳ VTV Cup. Những câu chuyện như vậy sẽ tiếp nối với mỗi kỳ VTV Cup, giải đấu mang đến thông điệp gắn kết mọi người. Và hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh ấn tượng nhất của giải đấu kỷ niệm VTV Cup tròn 15 tuổi. Lại nói về câu chuyện sự quan tâm của người hâm mộ, chúng ta đều đã chứng kiến nhiều lần chính màn trình diễn của cầu thủ đã làm thay đổi điều đó. Và chẳng lấy đâu xa, đội tuyển U23 Việt Nam là một ví dụ. Những cái tên trong đội hình tuyển Olympic năm nay vẫn còn nguyên sức nóng, ngay cả trong những cơn mưa lạnh ở Bình Dương. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đến Bình Dương tập 2 buổi để làm quen với khí hậu nắng nóng, thì cả 2 ngày đều mưa. Nhưng điều đó không ngăn cản các cổ động viên tại Bình Dương chứng kiến tận mắt các cầu thủ tập luyện. Ngày hôm sau, các cổ động viên không được vào sân, nhưng đứng đội mưa ở bên ngoài thì họ vẫn chờ và hy vọng được thấy các tuyển thủ sau buổi tập. Cuối cùng thì bài toán khán giả luôn chỉ có thể giải bằng những màn trình diễn ở